Xin chào các bạn. Hôm nay trước khi mà bước vào cái phần tư vấn dành cho những nữ khách hàng của tôi thì tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cái loại sản phẩm mà tại Nhật đang bán. Đó là cái loại sản phẩm mà rất là bổ dưỡng cho thức ăn của những người phụ nữ nha các bạn. Thành phần ở đây cái loại này mình mua là có 14 các loại hạt, nên là bổ sung vào bữa ăn á, nó sẽ giảm bớt được cái hàm lượng đường trong gạo, đồng thời nữa là nó cung cấp đầy đủ các lượng vitamin cho bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nè, mình cho các bạn nhìn nè, thấy không? Bắp nè, đậu nành nè, đậu trắng nè, mè nè. Đó, các bạn nhìn coi. Đó, thấy không? Đó, rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn nha. Phụ nữ chúng ta phải chú ý này, đôi khi chúng ta phải ăn khác đi, cải thiện cái bữa ăn á. Và đặc biệt cái món này nó rất là thích hợp với người dùng chay ha các bạn ha. Quên mất là mấy lần trước mình chưa có phát hiện ra cái loại này, nên là mình chưa có dịp mua tặng các thầy, các cô ở trong chùa. Cái này thì làm quà tặng rất là tốt nha các bạn nha. Còn một cái loại gạo nữa nè các bạn. Đây nè, đây. Cái hạt gạo này ăn mình có cảm giác nó giống hình như hạt ngô, hạt bắp của bên mình á. Nè, đó các bạn thấy không? Đó. Đó. Đó, cho các bạn thấy nè. Thì khi mà chúng ta mua ở các siêu thị của Nhật á, là có. Nếu ở Việt Nam các bạn muốn ăn á, các bạn đến Aeon Mall, hệ thống siêu thị trung tâm thương mại tại Việt Nam, thì các bạn mua bổ sung nè, rồi tặng cho những người già nè, hoặc là những người tiểu đường, hoặc những người ăn kiêng hoặc ăn chay, rất là tốt nha các bạn nha. Đây là một món quà tôi bày cho các bạn, cũng là một cái cách mà chỉ dẫn cho các bạn những cái kiến thức trong cuộc sống á. Nhiều khi các bạn muốn tặng ai một món quà mà các bạn không biết tặng món gì, thì nếu mà người đó mà ăn chay hoặc là bị bệnh tiểu đường á, những cái món quà này rất là tiện lợi và có vẻ như bạn biết quan tâm đến sức khỏe của người đó, thì tôi nghĩ là rất là tốt. Còn hôm nay tôi đi vào cái vấn đề là tư vấn cho một người phụ nữ lớn tuổi rồi mà đang chuẩn bị sắp về Việt Nam. Cô ấy tìm đến với tôi tư vấn và nói rằng cách đây một tháng thì họ đã liên lạc với tôi, nhưng mà họ mãi lừng khừng về cái vấn đề là họ có nên tư vấn hay không. Bởi vì cái vấn đề tiền không phải là vấn đề nói, mà là cái vấn đề họ nghĩ rằng họ không đủ can đảm để mà từ bỏ. Nói rõ hơn nữa nè, là họ không muốn từ bỏ, nên là họ không chọn tôi trở thành một người bạn đồng hành trợ lực cho họ trong những lúc khổ đau. Tôi có giúp một cái ca sĩ ở bên nước ngoài, tôi xin giấu nước nha. Cái chị ca sĩ đó, chị yêu một người đàn ông mà tôi cũng xin giấu nghề luôn. Tại vì hai vị này rất là nổi tiếng, nhắc đến cái câu chuyện tình của họ có thể là nhiều người sẽ biết đến, mặc dù là tên của họ cũng vang danh đó. Thế nên là tôi nói về cái cốt truyện thôi ha. Hai người này yêu nhau 5 năm rồi, nhưng mà bỏ nhau rất là khó. Thì người phụ nữ đó sau khi tìm đến với tôi hành trình khoảng cỡ chừng 2-3 tháng, người phụ nữ này cảm thấy rằng mình có thể buông được. Và cũng có những vị khách hàng thân chủ cũng sẽ hứa hẹn là trở thành thân chủ dài lâu của tôi, một thân chủ đặc biệt, để mà tôi đồng hành tiếp sức với họ để giúp cho họ từ bỏ người đàn ông kia. Nhưng mà trong quá trình mà song hành cùng với tôi á, thì người đàn ông kia đã kéo họ quay trở về với vai trò vị thế của người thứ ba. Chính vì vậy mà họ không thể thoát ra được. Cái lưới tình đã bỏ vây rồi, thì có nhiều khi cái sự yếu đuối nó lại trói cột người thứ ba ở lại, không làm cho người thứ ba thoát được anh chàng. Và cuối cùng là người thứ ba mãi đắm chìm. Rồi cũng có cô bên Đài Loan, cô bị một anh chàng Ấn Độ coi như là gọi là đào mỏ đi ha. Người đàn ông đó là trai bao đi, người phụ nữ này biết á, biết nhưng mà không làm gì được nên mới tìm tôi. Trong quá trình tôi song hành thì người phụ nữ đó có một ngày nói chuyện với tôi nghe thấy cái giọng có vẻ như người đàn ông đó đang ở bên cạnh. Tôi hỏi thì mới biết rằng cô vẫn tiếp tục và quay trở lại với người đàn ông đó rồi. Chính vì vậy mà tôi từ chối và tôi không có giận, mà tôi nói là khi nào mà chị sẵn sàng để mà rời bỏ thì tìm đến em là hợp lý. Còn trong cái tình trạng mà chị chưa muốn bỏ mà chị tìm đến em thì nó lãng phí tiền bạc của mình đi.
làm những việc vô nghĩa, nó làm cho tâm lý mình bị khủng hoảng. Ví dụ như là mình đi một con đường đi ha, mình quẹo trái là mình đi quẹo trái luôn, mà mình quẹo phải là mình quẹo phải luôn, chứ mình đừng có đi quẹo ra hướng trái xong rồi mình thấy là sao đó mình quẹo phải, xong rồi mình lại quẹo trái rồi mình quẹo phải. Có phải là tâm hồn thần thái của các bạn nó bị loạn não không? Đó, chính vì vậy mà khi các bạn đã có chủ đích muốn rời bỏ họ thì hãy tìm một người để giúp cho bạn rời bỏ, vì một mình bạn không thể làm được điều đó. Nếu mà làm được, bạn đã làm rồi, không có tìm đến người tư vấn. Chính bạn không thể tự mình tháo trói được cái sợi dây đó. Và cái vị thân chủ của tôi muốn đề cập trong video lần này, cô đó sắp về Việt Nam và sắp tạo ra một cái nghiệp chướng rất lớn trong cuộc đời của mình. Tôi cũng đã ngăn cản được rất là nhiều người phụ nữ bước vào cái con đường sai trái, nhưng có vẻ như là nghiệp lực của cô này nặng quá. Và tôi đoán người phụ nữ này phải khoảng mất 30 tiếng đồng hồ mới có thể thông não cho người phụ nữ này và giúp cho người phụ nữ này bỏ được người đàn ông kia. Mặc dù là họ yêu nhau trên mạng, nhưng mà cái mạng cũng là cái thật sự mà. Chính bản thân tôi cũng nhờ mạng mà lấy được chồng đây, các bạn biết không? Và bạn của tôi, hai người bên Nhật cũng lấy chồng nhờ mạng đây. Chứ chúng tôi làm gì có thời gian, làm sao mà chúng tôi chấp nhận được những cái người đàn ông xung quanh mình không đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi có quyền được nhờ cái công nghệ, nhờ cái mạng kết nối để chúng tôi có thể quen được những người đàn ông bên nước ngoài chứ, đúng không? Tôi đâu có rảnh thời gian, ban ngày thì đi làm, ban tối đi dạy học, thứ bảy chủ nhật thì đi chơi với con, tôi làm gì có thời gian. Chính vì vậy mà mạng đâu phải là một cái sân chơi toàn là những kẻ xấu. Đương nhiên cũng có kẻ xấu lọt vào đó. Để làm gì? Để tìm những con bò lạc trên mạng, tìm những người phụ nữ dễ dãi qua đường, sơi xong chén biến mất. Tùy xem bạn là ai và bạn có cái bản lĩnh như thế nào trong cái việc chọn bạn mà chơi, chứ họ đâu có ép bạn bước vào cuộc chơi đâu. Và đặc biệt là ở Việt Nam mình á, vẫn có cái tình trạng có rất là nhiều người phụ nữ tham lam, có nghĩa là bị kích ứng vào cái lòng tham. Tức là có ai đó gửi cho mình một cái món quà nào đó rồi mình mất 200-300 triệu. Bạn nghĩ xem, chỉ có người khùng mới làm vậy đúng không? Vậy mà vẫn có người bị lừa. Thế mới nói đau lòng. Người ta đánh vào lòng tham của bạn. Khi mà bạn có lòng tham thì cái chuyện đó mới xảy ra. Còn khi bạn không có lòng tham, không ai lừa được bạn hết á. Tham thì có nhiều dạng lắm nha. Tham ái tình, tham dục vọng, tham tiền, tham quà. Nên là người ta mới đánh vào cái lòng tham của bạn được. Còn nếu bạn không có tham gì thì không ai có thể lừa được bạn. Cái điều như thế này nữa các bạn. Khi mà những người phụ nữ lấy chồng và nói một cái lý do rằng tôi không có yêu chồng và tôi ngoại tình bởi vì chồng tôi đối xử với tôi xấu, tôi nói cho các bạn biết nè, có một sự thật nè, có một người phụ nữ sống thật trong cuộc đời, họ đang sống sờ sờ mà tôi biết rõ nè. Họ với chồng họ lấy nhau là không yêu nhau, tôi khẳng định với các bạn vậy đó. Cái người đàn ông kia cũng vì né chạy người tình trước đây của anh ta mà lấy cô này. Cô này cũng lấy anh này trong cái tình trạng là trốn chạy người yêu của mình mà lấy anh này. Tức là hai người đến với nhau đều là trốn chạy những mối tình. Họ gặp nhau, họ thấy hợp nhau, họ lấy nhau. Bởi vì cả hai người đều là tương xứng về mọi mặt học thức, tiền bạc và tài sản và chức vụ. Thế nên họ lấy nhau. Họ lấy nhau bởi vì họ cảm thấy là đối tượng kia sáng giá thì họ kết hôn. Họ có yêu nhau không? Không có yêu nhau. Nhưng mà họ không phản bội, họ không ngoại tình, họ sống với nhau rất tốt. Đến bây giờ 5-6 năm rồi, có mấy đứa con rồi, có sao đâu. Mà hỏi ra, những người bạn thân hỏi ra, họ không có yêu nhau, nhưng mà họ vẫn sống với nhau được. Bởi vì sao? Họ tốt với nhau, họ tôn trọng nhau. Còn trước đó cả hai người đã từng có quá khứ là yêu thương, rồi kết hôn, rồi ly hôn với những người bạn đời trước. Cái câu hỏi đặt ra là họ có yêu người đó không? Đã từng yêu người đó nhưng chia tay rồi. Thế nên là chúng ta phải hiểu rằng đừng có lấy lý do là tôi không yêu chồng tôi mà tôi ngoại tình, hoặc là tôi rất thương chồng tôi mà tôi ngoại tình. Có một cái sự vô lý ở nữ thân chủ này. Cái vị khách hàng này tìm đến với tôi là cô ấy nói rằng cô ấy rất là thương chồng. Chồng cô ấy rất là thương. Bao nhiêu năm nay á, cái mền cô ấy ngủ dậy mỗi sáng là chồng làm hết, không để cho cô đó phải cực khổ. Đến mức thương cỡ đó, cưng cỡ đó. Mấy người đàn bà mà được như vậy. Nhưng mà thường thường đàn bà sướng quá hóa điên nha các bạn nha. Tức là người ta sống ở trong cái hoàn cảnh sung sướng quá là người ta rất là dễ bị sa ngã. Những cái đối tượng mà được đàn ông cưng như vậy á, thì thường hay mềm yếu trong tình cảm và thường bị đàn ông dụ dỗ. Người đàn ông người ta dụ dỗ phụ nữ bằng rất là nhiều cách. Cái thằng mà có trí thức á, thì nó dụ theo cái dạng có trí thức. Còn cái thằng mà ít học á, nó dụ theo cái dạng giang hồ.
Và đặc biệt là những người đàn ông đó rất là mạnh về đường tình dục. Và có một điều nữa, phụ nữ bị sai lầm ở chỗ này nè. Đặc biệt là những người đàn bà mà có chồng mà yếu đuối á, bị sai lầm chỗ nào? Bị sai lầm ở cái chỗ là nghe người ta khen mình mà tưởng thật. Các bạn thấy đó, khi mà ở với chồng, chồng thương các bạn nói rằng bây giờ các bạn rất là khó nói chuyện với chồng. Bởi vì sao? Tâm trí của các bạn ngày nào cũng bám vào cái anh nhân tình kia rồi, ngày nào cũng alo, alo, alo. Như vậy thì làm sao mà không dính mắc vào cách cuộc tình với người đàn ông khác? Chuyện gia đình của mình, chồng của mình thì mình không nói chuyện với chồng của mình để mình giải quyết, mà mình nói chuyện với một trai lạ, thì cái trai lạ đó bỏ thời gian ra nghe bạn, bạn dính mắc. Và người đàn bà mà đem tiền của mình cho tặng người đàn ông, tặng sinh nhật của anh ta nè, tặng áo cho anh ta nè, tặng quà nè, tặng những cái gì gì đó, thì xin thưa với các bạn là người phụ nữ nó có vấn đề. Các bạn biết sao không? Nếu mà các bạn là một cô chân dài, tôi tư vấn nhiều người tôi biết mà, một người phụ nữ đẹp mà có nhan sắc không bao giờ người ta phải xì tiền, bỏ tiền ra cho đàn ông ấy. Người phụ nữ mà cho tiền đàn ông tặng ít hay nhiều thì cũng thấy rằng người đàn bà đã đầu tư vào mối quan hệ này rất là nhiều. Bởi vì sao? Vì yếu thế, vì yêu người kia quá đến mức phải bỏ tiền ra. Thật sự mà nói á, không có phải là căn cứ vào tiền để mà quy kết cái mối quan hệ đó như thế nào. Nhưng vấn đề chính yếu là mình yêu thích ai nhiều hơn, mình sẽ bỏ nhiều công sức ra cho cái kẻ đó. Giống hệt như là con của chúng ta đó, chúng ta yêu thương nó thì chúng ta mua sắm cho nó hoặc là lo cho nó, không có tính toán. Nói vậy đi cho các bạn hiểu. Túm lại là bạn yêu thích một ai đó mà bạn dưới cơ của họ, bạn sợ mất họ thì bạn sẽ o bế họ. Có thế thôi. Nhìn vào mối quan hệ để biết rằng ai yêu ai nhiều hơn là cái điều rất là dễ hiểu. Còn bạn lấy lý do là tôi không có cho anh ta biết địa chỉ để mà anh ta qua đây, hoặc là anh ta gửi quà tặng vì cái đó là phiền phức. Vậy thì chứng tỏ là bạn biết rằng cái mối quan hệ của bạn nó rất là sai trái. Và đặc biệt có những người phụ nữ đến tư vấn tôi á, là người thứ ba tôi vẫn đánh giá người đó là người có lương tâm. Vì sao? Vì nghĩ đến vợ của anh ta, luôn nói rằng tôi không muốn làm tổn thương một người đàn bà là vợ của anh ta, tôi không muốn làm tổn thương chồng tôi vì chồng tôi rất là yêu thương tôi. Nhưng mà bản thân tôi vẫn là cái người ngoại tình. Nói thật cho các bạn biết á, là một trong những cái lý do mà khiến cho bạn đắm đuối vào mối tình đó cũng vì tình dục nữa. Và mỗi ngày các bạn nói chuyện với nhau và làm tình với nhau qua điện thoại, cái tần suất mà các bạn gặp gỡ nhau hàng ngày ấy, nó trở thành một thói quen. Giống hệt như các bạn nhìn thấy tôi, nghe tôi nè, có một số người phụ nữ ấy, nói với tôi rằng là mỗi ngày xem video của tôi như là cái dạng bị nghiện vậy đó. Đó, họ chờ mong những cái video của tôi để họ xem. Tôi là nữ mà còn như thế thì huống chi đàn ông với đàn bà nó có cái ma lực trong cái tình ái, tình dục. Hai người này quen nhau đã nhiều năm mà chưa gặp mặt lần nào, mà lần này về Việt Nam thì cái việc mà họ phải sa ngã với nhau, họ phải ôm chầm lấy nhau, hẹn gặp nhau ở khách sạn, quất trịch phạc phẹt xong là phải có. Người phụ nữ này đã dồn nén cái tâm tư tình cảm, báo cho anh này biết là sẽ về Việt Nam vào cái thời điểm đó, thì hai người này sẽ phải xảy ra chuyện đó. Bởi vì sao? Người phụ nữ này không chọn tôi là người thân chủ đặc biệt. Vì sao? Vì cô ấy nói rằng không có liên quan đến tiền đây, mà là vấn đề bản thân cô ta không muốn rời xa người đàn ông kia. Bạn thấy không? Cái điều đó đã tố cáo lên rằng nghiệp chướng của người đàn bà này nó phải tan vỡ. Giống như cái sàn, nói dễ hiểu hơn, cái sàn. Ví dụ như bạn là hàng nhất phẩm vô nhân đi ha, giàu đẹp thông minh này, được chồng thương, gia đình quyền quý học thức này, thì bạn đâu có lọt xuống cái lỗ của cái sàn đâu. Sàn hoài bạn vẫn ở trên, tại bạn đầy đủ tất cả những cái phước đức để bạn còn được là nhất phẩm vô nhân. Nhưng mà sàn mà bạn bị cám dỗ, bạn bị thử thách, thì bạn lọt dưới cái khe này, bạn rớt xuống làm hạ đẳng, làm thứ dân đó. Bạn đang được chồng yêu thương trong kiếp này mà bạn sống ngoại tình, bạn sống tà dâm, bạn sống trái đạo đức, trái luật đời như vậy thì sao? Thì sẽ có một cái kiếp nào đó bạn trở thành một người gọi là người vợ bị chồng phản bội ngoại tình. Kiếp này chồng của bạn không hề phản bội bạn, mà bạn lại gian díu với một người đàn ông yêu thương người ta. Vậy thì đừng có hỏi tại sao. Có những người đàn bà trong kiếp này hỏi là tôi rất tốt, tôi rất đàng hoàng, tôi rất tử tế, xét về mọi bề tôi không phải là người lỗi, vậy tại sao chồng tôi vẫn yêu người khác? Bạn thấy không? Có những người phụ nữ trong kiếp này chồng rất tốt nhưng mà lại ngoại tình, không quý trọng, không trân quý cái hạnh phúc của mình.
Vậy thì kiếp sau làm người đàn bà lại bị chồng bỏ bê để mà nhận chịu những cái sự đau khổ mà mình do chính mình tạo ra. Cái con tằm á, con tằm ở trong cái kén á, nó là cái con nhộng nhỏ, rồi nó thoát ra đó nó cũng là con bướm. Con tằm với con bướm nó cũng chỉ là một thôi à. Nhân với quả nó cũng vậy. Bạn gieo như vậy, bạn chắc chắn sẽ gặp như vậy. Và tôi nói cho các bạn biết là những người đàn ông nha, họ không đơn thuần, đơn giản và dễ hiểu như các bạn nghĩ đâu. Các bạn nghe đến đây thì nghe kỹ nè. Tôi nói cho các bạn biết, có một người đàn ông đẹp trai, học vấn, có tiền. Nhìn vào anh ta rất có tiền luôn á, và rất là thu hút đàn bà. Bởi vì anh ta không phải là cái dạng người mà cớt nhã, đàn bà bám cho anh ta rất là nhiều. Nhưng mà người đàn ông này cũng không phải là cái dạng tạp. Nhưng mà có những người đàn bà công kích vợ anh ta. Vợ anh ta nói câu nào biết không? Nói câu gì biết không? Vợ anh ta nói rằng những ai ngủ với anh ta đều phải nhận một cái chết vô hình. Đó, các bạn biết tại sao người vợ đó nói như vậy không? Bởi vì chính người vợ đó đã lây cho chồng một cái căn bệnh mà những người ngủ với chồng của họ đều sẽ mang cái loại virus nguy hiểm như thế. Nên là người vợ này nói rằng những người mà lao đến với chồng của cô ta thì chỉ có là dính nghiệp ác mà thôi. Đó, bạn hiểu không? Có những người người ta rất là thâm trầm, người ta không có hiểm ác gì hết. Nhưng mà người ta nghĩ rằng những người nào mà lao đến với chồng của họ đều phải bị trả giá. Nên là họ không có sợ mất chồng. Nên là họ cũng không có vẻ gì mà gọi là phải đi giật chồng. Bởi vì những người đến với chồng của cô ta đều là những người phải trả một cái giá rất là đắt sau đó. Thế nên các bạn đừng có tưởng là cái gì mà các bạn dễ lấy, các bạn dễ nhào tới, coi chừng ôm bệnh ha. Nói vậy các bạn hiểu rồi đó. Trong một cái trường hợp tôi tư vấn cho rất là nhiều người thứ ba, tôi đã biết là những người thứ ba lao vào những cái cuộc tình ái như vậy có kịp xét nghiệm đâu mà xé ăn sống luôn. Tôi nói cho các bạn biết là có những cái trường hợp này nè, xét nghiệm rồi mà vẫn bị mắc bệnh. Mắc bệnh gì biết không? Giang mai, những cái bệnh xã hội, HIV, HPV, ung thư cổ tử cung. Rất là nhiều người thứ ba bị cái căn bệnh đó, một cái loài virus lây qua đường tình dục, các bạn biết điều đó không? Rồi ung thư vòng họng vì sao? Vì thường xuyên liếm vào bộ phận sinh dục của người đàn bà nên bị cái loại virus đó nhiễm vào cổ họng. Đó. Các bạn có thể tra cứu điều này trên sách vở được mà, học y khoa biết mà, tra cứu những thông tin y học biết mà, đúng không? Nhưng mà vẫn có rất nhiều người lao vào cái đống bùn đó để mà hủy hoại đi phước đức, cái danh dự, mất hết tất cả mọi thứ để cho người ta phát hiện thì mới thỏa dạ vừa lòng. Có phải nghiệp chướng của họ không? Cái nghiệp của họ phải lao vào chỗ đó. Có rất là nhiều người sáng suốt, không dính mắc vào những cái tội đó. Và có những người đã từng mắc phải cái tội đó mà không dính mắc tiếp để không bị những cái nghiệp xấu quấn lấy họ. Còn có những người từ nhỏ đến lớn giờ sống với chồng sung sướng, được yêu thương thì không trân quý cái hạnh phúc mình đang có, lao về với người đàn ông kia để dính bệnh vào thân, để mà rồi phải chịu khổ nhục. Đó, cái nghiệp chướng không? Bản thân một người đàn ông có vợ mà ngoại tình đã là cái người không đồng hành tử tế gì rồi, mà vẫn cứ đem lòng yêu thương họ, vẫn si mê họ như cái kẻ cuồng dâm, cái máu nghiệp tà dâm nó quấn lấy cái người đàn bà, nó không làm cho người đàn bà tỉnh được. Thế là người đàn bà đó cứ lao vào với người đàn ông đó. Trong khi chồng của mình thì mình biết chắc là mình không bỏ được. Mình rất là thương chồng, thậm chí còn ca ngợi chồng của mình với mặt tình nhân nữa. Mà công nhận cái ông mà có vợ đó, ông cũng dày mặt. Ông thấy người ta đang có chồng, người ta ca ngợi chồng của người ta mà vẫn thủ dâm với cái người đàn bà trong video. Bạn thấy không? Ác nghiệp không? Ví dụ như nói rằng bạn không có chồng, bạn buồn chán, bạn thèm tình dục thì nói. Còn đằng này đang có chồng, người ta cũng đang có vợ, hai người tự nhiên khìn khìn vào một cái nhóm group nào đó, rồi chat với nhau, rồi quen biết với nhau, rồi cái suốt ngày cứ nhìn nhau qua cái màn hình này, rồi thủ dâm cho nhau xem, rồi sung sướng trong cái điều bậy bạ như vậy. Đó, cái nghiệp chướng của họ không? Mà bảo bỏ vợ thì không ai bỏ hết, bảo bỏ chồng không ai bỏ hết. Mà cứ đem tiền của mình dâng cho người này, dâng cho người kia. Đó, bảo làm từ thiện thì không biết có làm hay không. Thì lúc nào cũng nói là mình có làm từ thiện ấy. Giống hệt như mình cứ làm sai đi, rồi mình làm từ thiện cho nó bớt tội. Đó, cái cách nghĩ như vậy làm việc từ thiện nó cũng không có được lợi ích nhé. Cái đấy gọi là hối lộ, gọi là mua chuộc. À, tôi có làm điều sai, bây giờ tôi bỏ ra tôi làm từ thiện để tôi mua chuộc lại. Mà trong khi đó tâm mình ấy, hoàn toàn không ngừng được những cái nghiệp ác. Miệng thì vẫn cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà tâm vẫn tà dâm như thường. Bản thân vẫn đi làm từ thiện nhưng mà vẫn
xen vào cái chuyện gia đình người khác để mà làm người thứ ba. Một mặt là vừa phá phước đức của mình, một mặt là vừa đi đem tiền của mình cho từ thiện. Đó, giống hệt như là mình làm cái điều sai rồi mình lè, mình coi như là bỏ một chút tiền ra, hoặc là bỏ cái chút thành ý ra nói những cái lời không đúng như vậy. Thế nên đó là có những người phụ nữ khi mà họ còn chưa bị cái nghiệp lực á, dồn họ vào cái bước đường cùng là bệnh tật đầy thân này, khi mà gia đình chưa có ai phát hiện này, chưa bị nhục nhã này. Và tôi cảnh báo với các bạn, những người phụ nữ đang làm vợ nhé, đặc biệt là chồng của bạn có một người phụ nữ nào đó lớn tuổi hơn, mà chị em đó, mà cái người chị đó là chị nuôi, mà nuôi con gì cũng giết hết à, mà nuôi con gì cũng thịt hết. Thế nên là bạn phải chú ý những cái mối tình chị em như vậy nhé. Vì không có dễ dàng gì mà tự nhiên một người đàn bà bỗng nhiên mua cái này mua cái nọ cho chồng của bạn đâu. Cái người đàn bà mà như vậy ấy, là có khả năng người đó là người tình của chồng bạn đó. Và họ vì thỏa mãn tình dục mà muốn đem tặng chồng bạn những cái điều như thế. Chứ không có một người đàn bà nào tự dưng đang có chồng mà bỗng nhiên ưu ái chồng của bạn một cách đặc biệt và kỳ lạ như vậy. Thế nên là không ai cho không ai cái gì. Cái đó là điều đúng. Bởi vì cho không là một cái điều bất thường. Đó. Vì họ không phải là nhà từ thiện, mà từ thiện cho chồng của bạn lại càng không đúng. Bởi vì chồng bạn đâu phải là thuộc dạng khó khăn đâu. Nên là nhiều người đàn bà là vợ đó, thấy chồng mình có một bà chị nào đó yêu thương, nghĩ rằng ôi cái bà chị này thật là tốt với chồng của mình. Nhưng thật ra họ là nhân tình của nhau. Người vợ khờ kia có biết gì đâu. Và có một số người vợ rất là tin tưởng rằng chồng mình không bao giờ phản bội mình. Nhưng mà thực tế là rất là nhiều người biết rằng anh chồng này anh bé bét lắm. Nhưng mà người vợ hả, không quan tâm, không biết. Và thậm chí còn đi ca ngợi chồng mình là rất trung thủy. Cái câu nói chính xác nhất cho đàn bà là không thấy chồng, không bắt được quả tang thì nói rằng tôi không biết. Đó, chính xác nhất. Trong một cái số tình huống mà người thứ ba vẫn cứ cố chọn cái cách lao vào cái con đường ác nghiệp cho mình ấy, thì những cái nhân quả, những cái ác nghiệp sẽ chờ đón họ, không có thoát được đâu. Rồi về già sẽ mắc những căn bệnh gì? Ung thư vú này, ung thư cổ tử cung này. Những cái ý nghĩ tà dâm trong đầu của các bạn mà lóe lên đó, là các bạn cũng đã gieo một cái hạt mầm không được tốt đẹp rồi. Thế nên đó là sống càng lâu đi, để trải đời thật là nhiều, để biết được những cái điều gì mà mình đã làm, mình luôn luôn phải nhận lãnh lại. Đừng có làm điều xấu, đừng có đọc kinh cho thật nhiều, đi chùa, niệm Phật, chụp hình muốn cháy máy ở chùa luôn, nhưng mà tâm tà dâm vẫn còn nguyên. Vẫn đi làm phước, vẫn nói chuyện đạo rất là hay, nhưng mà tà dâm vẫn có. Vậy chứng tỏ là hiểu nhưng mà ngoan cố, không làm đúng theo cái điều mình hiểu. Biết là sai nhưng vẫn cố làm sai, thì cái người đó không có xứng đáng là một người có nhận thức tốt nữa. Và có những cái bộ phim nó nói về luật thanh trừng dành cho những người không chọn cái cuộc sống tốt đẹp, mà họ chọn theo cái lối sống mà của nghiệp ấy, thì nghiệp quấn họ vào cái thế giới nào thì họ phải đi theo cái thế giới đó. Tôi nói đến đây thôi. Đó. Thế nên là đối với một người có trí ấy, người ta nghe những cái lỗi lầm của người khác, người ta có thể dừng lại được. Nhưng mà có những người không có trí tuệ ấy, thì phải dấn thân vào đau khổ, chạm tay vào bệnh tật, sống trong sự hối hận thì mới hiểu được. Một người đàn ông đang ngoại tình, đang có vợ mà bản thân mình luôn cảm thấy dằn vặt vì có lỗi với chồng, miệng thì nói yêu chồng nhưng mà đi thủ dâm và có cái nghiệp tà dâm với một người đàn ông khác, bạn thấy chính bản thân người phụ nữ đó có đáng kinh tởm không? Bạn nói rằng bạn yêu thương chồng mà bạn ngoại tình. Tôi kể cho bạn nghe, có một người phụ nữ không hề yêu chồng nhưng không hề ngoại tình. Bạn nghe kỳ không? Bạn nói rằng bạn yêu chồng mà bạn đi ngoại tình, nhưng mà có một người phụ nữ đang sống sờ sờ, và tôi biết rằng người phụ nữ đó lấy chồng hoàn toàn không yêu chồng nhưng mà không ngoại tình. Bởi vì sao? Vì tính cách của người phụ nữ đó không có ngoại tình, mặc dù là có rất là nhiều người đàn ông ve vãn họ, bởi vì họ là cái người mà thường xuyên ở một cái nơi mà nhiều người đàn ông biết đến họ, nhưng mà người đó không bị dính mắc vào cái chuyện như vậy. Bạn hiểu không? Có những người đàn ông ve vãn họ nhưng mà họ không chịu, chứ không phải là họ không có ai ve vãn. Và tôi khẳng định với các bạn rằng người phụ nữ đó không yêu chồng, nhưng mà họ lấy chồng, nhưng mà họ như thế đó. Còn bạn, có rất là nhiều người đổ thừa tôi không có được tình yêu, tôi do mai mối, rồi tôi không yêu chồng. Rất là nhiều người đàn bà không yêu chồng nhưng mà họ không ngoại tình bạn nhé. Do tính cách của các bạn
có một cái phần nào đó cái nghiệp tà dâm của các bạn nó bị dính mắc. Khi mà bạn biết được điều đó, bạn không tự tháo gỡ được mà bạn cứ cố chấp lao vào, coi như là mình làm ngơ đi, làm lơ đi, chắc không sao đó. Thế đây chỉ là một cái phần mà tôi muốn cảnh báo cho các bạn biết, có những điều chúng ta không thấy trước mắt nhưng mà có hậu quả và rất có hại về sau nếu bạn không dừng chân kịp lúc, kịp thời bạn nhé. Rất là cảm ơn cái vị khách hàng thân chủ này đã chọn tôi, vì tôi cũng chẳng thể nói ra rõ hơn được cái câu chuyện này để tránh cái sự nhạy cảm cho thân chủ. Nhưng mà tôi biết rằng cô ấy không chọn tôi thì rõ ràng lần này cô ấy về Việt Nam, cô ấy sẽ ngủ với người đàn ông đó và cô ấy sẽ lăn vào cái con đường tà dâm. Đến một lúc nào đó cô ta sẽ trầm cảm, loạn não như bao thân chủ mà tôi đã từng gặp trong khổ sở. Vậy thì tại sao ngay cái lúc mà mình biết trước đã có người cản mình không dừng lại được? Bạn thấy không, có những người phải lao vào tù mới dừng lại được nghiệp ác. Có phải là cái tội của họ, cái phước đức của họ đến cái ngã đó nó mới dừng lại được không? Chứng tỏ là người đó nghiệp chướng rất là lớn. Đó. Vậy nhé, rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.